Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tất cả quý vị có khỏe không? Dạ khỏe. Có lạnh không quý vị? Sáng biết là tật tắt hít luôn rồi. Tại đông người là một người tỏa ra chút là bảo đảm sẽ nóng. Nên tắt hít rồi. Mà quý vị, hôm nay là chúng ta có ngày thọ bát quan trai. Thì hai hương linh hôm nay cũng được phước là cũng được thọ bát quan trai luôn. Cho nên là cái đây cũng là cái duyên. Quý vị biết là hôm nay đúng cái ngày thọ bát quan trai, mà đúng cái phẩm pháp cú này cũng nói về thọ bát quan trai luôn. Cho nên cũng rất là phù hợp. Mà kỳ trước có viên tường cô Diệu Mai hỏi những cái câu cũng trùng với cái bài pháp cú ngày hôm nay luôn, rất là ý nghĩa. Thì cái bài này pháp cú 135. Bây giờ hỏi quý vị trước, có ai trả lời được là mục đích quý vị đi thọ bát quan trai để làm gì không? Cô Diệu Ánh, mục đích thọ bát quan trai là tại sao phải đi thọ bát? Được tu tập một ngày thôi. Nhưng mà mục đích mình có mục đích gì không? Được về Tây Phương Cực Lạc rồi. Diệu quý. Để cho gì? Để được giữ giới. Rồi còn ai nữa không? Mục đích thọ bát quan trai. Vì mục đích quý vị đến ngày hôm nay để thọ bát quan trai, mục đích có mục đích gì không? Có mục đích gì? Mục đích tu hành. Vì gia duyên ràng buộc chưa xuất gia được. Cô Diệu Mai là cho nên là muốn xuất gia, nhưng mà vì gia duyên cho nên tu một ngày là tập tu theo hạnh xuất gia. Thì cũng giống như trong kinh Pháp Cú 135 ngày hôm nay mình học đó, là cái ngày hôm đó là cũng là ngày thọ bát quan trai cho chư ni không thôi. Thì tỳ sát khư, các vị tỳ kheo đến, thì bà tỳ sát khư mới hỏi các cũng 500 phụ nữ tới thọ bát quan trai ngay quý vị. Ngày đó rất là đông. Đóng cửa bớt ra. Là khi mà đến thọ bát quan trai á, thì cô mới hỏi tỳ kheo tỳ sát khư mới hỏi các vị phụ nữ á, hỏi người già trước, mục đích bác hôm nay tới thọ bát quan trai để làm cái gì? Thì một bác mới trả lời là tôi muốn được sanh lên cõi trên, cho nên tôi tới thọ bát quan trai. Rồi một người thứ hai đỡ hơn chút, trung niên á, họ tới thọ bát quan trai để làm gì? Nó để tôi muốn thoát khỏi cái sự kềm kẹp của chồng. Người thứ hai trả lời. Người thứ ba hỏi mục đích tới thọ bát quan trai làm gì? Người trẻ hơn chút nữa nói rằng con muốn có được đứa con, cho nên con tới thọ bát lại cầu phước để phước có được đứa con. Rồi tới một cái em thứ tư là trẻ nhất, còn trẻ, nói con đến thọ bát quan trai làm gì? Thì bé nó nói là con muốn có người yêu. Thì bốn người mục đích, bốn mục đích tới thọ bát quan trai khác nhau. Thì lúc đó là tỳ kheo tỳ sát khư ngài không biết trả lời làm sao, mới đưa tất cả những chư ni tới gặp Đức Phật để Đức Phật giải thích. Thì khi tới gặp Đức Phật thì cũng các vị cũng trình bày những cái mục đích của mình, muốn đi thọ bát, muốn đi tu tập là mục đích như vậy. Thì sau khi nghe như vậy, Đức Phật mới nói rằng thật ra cuộc đời này tất cả chúng ta đều hầu như đều như người chăn bò cầm cây mà lùa đàn bò đi ra ăn cỏ. Quý vị thấy tưởng tượng cái cảnh bò chạy thì sao quý vị? Con nào khi mà người chủ mà cầm cái cây lùa thì con nào chạy trước thì tới đích trước để ăn cỏ. Con nào chạy sau thì cũng ráng đuổi theo cái con chạy nhanh hơn. Nhưng mà cuối cùng tới mục đích để ăn cỏ. Mà ăn cỏ rồi cuối cùng sao? No đủ rồi cuối cùng gì? Rồi cũng bị làm thịt. Rồi cũng chết. Cho nên Đức Phật mới nói sẵn cái dân duyên các vị hỏi mục đích thọ bát quan trai, cho nên Đức Phật mới nói pháp cú 135 là với gậy người chăn bò lùa bò ra bãi cỏ. Đức Phật dẫn dụ hình ảnh rất là thực tế nghe quý vị. Cũng vậy, già và chết lùa người đến mạng chung. Tức là cái ý này Đức Phật muốn nói rằng cuộc đời con người rồi ai cũng sanh ra rồi sao quý vị?
mình có tranh nhau làm ăn sinh sống, mình làm cho dữ, người nào cũng tranh, rồi cuối cùng sanh ra rồi đi dẫn tới gì? Tới già, già đã, rồi còn nhiều khi bệnh. Bệnh bây giờ đa phần chúng ta thấy không? Bệnh đủ thứ bệnh đó. Nhất, bữa trước có giải thích một số Phật tử quý vị biết, nhất là tất cả những cái nhân quả nghiệp báo quý vị, những cái oan gia trái chủ đó. Ví dụ quý vị đã từng giết người này người kia, giết con bò, con trâu, con heo, hoặc giết người mà nó thù, nó theo quý vị bao nhiêu kiếp mà nó chưa hại được, thì khi quý vị còn trẻ, còn khỏe, nó chưa có hại được mình đâu. Nhưng mà khi cơ thể quý vị lớn từ từ, mình yếu rồi đó, thì nó dễ giật mình lắm. Lúc đó mà quý vị thường nói sao già sanh đủ bệnh là vậy đó. Một là bệnh do cái thân mình ăn uống không đàng hoàng, nó sanh ra bệnh. Hai là cái nghiệp, bệnh nghiệp nó giật mình, nó tìm đủ cách để nó hại mình. Khi mà cơ thể mình yếu rồi, mình không có cái lực tu á, là nó giật mình, nó nhảy vào, ví dụ sanh ra khối u rồi đủ thứ bệnh xảy ra. Khi cơ thể mình yếu thì nó giật mình được. Cho nên quý vị có nhớ câu chuyện mà ngài cái gì Ngộ Đạt Quốc Sư đó, khi mà ngài bình thường ngài tu miên mật nó không phá được, nhưng mà khi ngài khởi một cái tâm ngạo nghễ, một chút tự mãn thôi, rồi nó nhảy vào, một ghẻ mặt người nổi lên liền. Thì cơ thể mình cũng vậy quý vị, khi quý vị còn khỏe quý vị ỷ lại, quý vị không chịu tu. Nhưng mà khi quý vị lớn một chút, cơ thể mình yếu rồi là nó sanh đủ thứ bệnh hết, đủ thứ bệnh nó xảy ra. Rồi lúc đó quý vị than, tại sao khổ quá, tại sao khổ quá. Là lúc đó nghiệp quả tới lúc nó dễ nó trổ ra được rồi, có cơ hội nó để nó phá mình. Một phần là do mình tạo ngay kiếp hiện tại, do ăn uống không đúng thì mình bệnh. Một phần do mình ẩu tả cơ thể mình sanh ra bệnh. Một phần do nghiệp quá khứ nữa quý vị, phải có nghiệp quá khứ nữa, rồi nó đẩy vào mình sanh ra cái bệnh luôn. Thì cái này cũng vậy, Đức Phật mới nói rằng cuộc đời con người cứ sanh ra rồi già rồi bệnh rồi chết. Cuộc đời như vậy mà không ai thấy, giống như những con bò. Những đàn bò nó lùa ra, con nào con nấy tranh nhau chạy, con nào mạnh chạy trước, con nào yếu chạy sau, tranh nhau ra để ăn cỏ. Ăn xong cuối cùng rồi no đủ, no rồi từ từ rồi cũng bị chết. Thì con người chúng ta cũng như vậy, là mình cũng tranh nhau sự sống. Quý vị thấy có không? Có, mình cũng tranh nhau sự sống, cũng giành giật tranh nhau sự sống. Cuối cùng rồi ai cũng, nhưng mà không thấy vấn đề, cứ tranh thôi. Nhưng mà khi, tới khi rồi ai cũng đến lúc già, lúc bệnh, lúc chết, nhưng mà không chịu tu tập. Thì cho nên cái này rất là cái bài pháp cú này Đức Phật nhắc gửi cho chúng ta là cái gì? Cuộc đời này mình sanh ra rồi tới lúc già, lúc bệnh, lúc chết, ai cũng phải như vậy. Đâu quý vị thấy hôm nay hai hương linh là quý vị thấy một vị 100 tuổi ít ra thọ, nhưng một vị nhiều khi mới 74 tuổi thôi. 74 thật ra cũng chưa phải là già, nhưng mà cũng đã đi rồi. Có nhiều người còn trẻ hơn vẫn đi như thường. Tức là cuộc đời này nó cái mạng mình nó không biết nó sẽ tới lúc nào, nó chấm dứt. Cho nên cái này để gì? Để nhắc mình luôn luôn phải tu. Khi mà Đức Phật còn tại thế quý vị, vua Ba Tư Nặc một hôm là chiến thắng quân địch đó. Chiến thắng một đội rất là lớn, là ông ta rất là hiên ngang đi về gặp Phật với một cái sự tự hào, tự mãn, tự hào, khoe rằng Đức Thế Tôn, con vừa mới chiến thắng quân giặc. Cho nên ông tự hào là mình mạnh, mình hùng. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng, ông có nghe bài kinh, ông có biết rằng có một bài kinh, Đức Phật mới dẫn dụ, ông có biết cái quả núi không? Bốn quả núi không? Đông, Tây, Nam, Bắc, giả dụ có bốn quả núi nó đang hướng tới, nó chạy theo nó để nó vừa đi nó đè bẹp hết. Quý vị biết núi mà nó di động là quý vị biết rồi đúng không? Bốn quả núi đó nó di động bốn hướng, Đông, Tây, Nam, Bắc, nó tới để nó đè ông và quân lính của ông. Thì ông có khả năng nào, quân lính của ông có khả năng để di dời được bốn quả núi này không? Thì lúc đó vua Ba Tư Nặc nó không cách nào đâu. Dù quân của con có hùng mạnh cỡ nào cũng không cách nào cản được bốn quả núi đang di dời. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng, cũng vậy, con người của ông đang có bốn quả núi sanh, lão, bệnh, tử, nó đang từ từ nó đè lên con người của ông. Nó vẫn đang đè trên con người của ông. Thì lúc đó ông mới tỉnh ngộ, và ông không còn cái tâm ngạo nghễ nữa. Thì giống như mình sống quý vị vậy, nhiều khi chúng ta mình thành công chút rồi mình sanh tâm ngạo nghễ, hoặc là chúng ta đang thấy khỏe quý vị ỷ lại cái sức mình, quý vị không coi trọng cái sức mình, để rồi khi mà nó sụm xuống cái quý vị đỡ không kịp.
Cho nên cái này là để nhắc mình. Thì kỳ trước Viên Tường với cô Diệu Mai có hỏi hai câu là về kiết sử và lý duyên khởi. Thì hôm nay chắc chia sẻ trước cái duyên khởi, nó gần với cái này hơn. Và kiết sử cũng gần nhưng mà nó đi sau, cho nên kỳ sau để nói về cái 10 kiết sử. Nhưng hôm nay để chia sẻ quý vị luôn cái nhân duyên làm sao con người mình có ở cuộc đời này. Do nghiệp, nhưng mà từ đâu mà có nghiệp? Thì thưa quý vị, khi quý vị trả lời đúng là do vô minh. Thì khi mà Đức Phật vừa thành đạo, sắp thành đạo canh 1 Ngài quán, tại vì canh 5 Ngài mới chứng hoàn toàn, thì ngay canh 1 Ngài gồm Ngài quán lý 12 nhân duyên. Duyên khởi là sao quý vị? Tức là như cái này mà nó sanh ra cái kia, cái này làm nhân sanh ra cái quả, rồi quả này lại làm nhân sanh ra một cái quả khác, rồi quả khác lại làm nhân sanh ra một quả khác nữa. Nếu khi mà cái nhân này diệt thì cái quả này diệt, mà cái quả này diệt thì cái quả khác cũng diệt, thì nó có cái sự duyên kết với nhau, gọi là lý duyên khởi hoặc là lý duyên sanh. Thì Đức Phật canh 1, lúc đó Ngài quán lý duyên sanh và duyên khởi. Ngài thấy được thứ nhất là con người chúng ta tất cả, Ngài đi theo chiều thuận, Ngài hướng, Ngài quán chiều thuận trước nha quý vị. Tức là Ngài thấy con người chúng ta tất cả đều do vô minh. Tại vì chúng ta vô minh, chúng ta không thấy được cuộc đời này là gì quý vị? Vô thường. Không thấy được cuộc đời này là sanh lão bệnh tử, không thấy được tất cả là do duyên giả hợp mà thành. Cho nên chúng ta chấp, do vô minh cho nên chúng ta sanh ra gì? Cái 12 điều này quý vị, sợ quý vị không nhớ thì quý vị nghe. Từ vô minh mà sanh ra hành. Hành là gì quý vị? Không phải là hành động, nó là một cái trạng thái của tâm thức. Nó chưa dẫn tới hành. Nó là một cái trạng thái của tâm thôi. Tâm hoặc tâm sở. Một cái trạng thái tâm, tức là vô minh mới dẫn tới cái hành, tức là cái khởi tưởng. Và từ hành, vô minh duyên hành, sanh ra hành. Rồi hành sanh ra gì? Thức. Thức này chính là nghiệp thức để dẫn mình đi sanh tử luân hồi. Thì từ cái thức đó sanh ra gì? Danh sắc. Danh sắc này là cái gì quý vị? Tức là cái thọ thai ban đầu, một cái cục máu ban đầu, cái thọ thai ban đầu, nhập thai, gọi là cái khởi duyên ban đầu để thọ thai, cái đó là gọi là danh sắc. Danh sắc là dẫn tới gì? Lục nhập. Từ danh sắc mới có ra lục nhập. Lục nhập là gì quý vị? Tức là sáu căn, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Một đứa bé khi nó hình thành trong bào thai ban đầu chưa có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Từ từ nó mới hình thành ra lục nhập, tức là sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Rồi lục nhập sanh ra gì? Từ cái đó nó tiếp xúc, người có danh sắc lục nhập mới dẫn tới xúc. Tức là người mẹ lúc bây giờ quý vị biết là sao? Có cái gì cái là tự nhiên đứa bé nó cũng cảm theo. Những cái xúc nó làm cho người mẹ cũng ăn uống nóng lạnh gì nó cũng có cảm giác hết. Thì cái đó dẫn tới xúc. Xúc là gì? Khi mà xúc chạm rồi quý vị sanh ra cái gì? Thọ nhận. Mình thọ, mình cảm thọ. Quý vị xúc một cái, đụng cái gì một cái, quý vị có cái sự cảm thọ liền. Quý vị nói cái này nóng, cái này lạnh. Thì đứa bé cũng vậy quý vị. Quý vị người mẹ mà ăn cái gì lạnh nóng tiếp xúc xong cái là lạnh, thì tự nhiên quý vị sẽ, đứa bé nó sẽ có cái gì trạng thái khác. Hoặc là nóng nó sẽ có một cái trạng thái khác. Thì khi mà xúc thì sanh ra thọ. Mà thọ cái nào mà thích thì sao? Là xúc thọ đó, ái. Cái nào mà hợp là bắt đầu ái. Ái là bắt đầu ái rồi làm sao? Khi mà ái rồi quý vị muốn gì? Muốn giữ. Cho nên từ ái có ra thủ. Cho quý vị thử quý vị thương người nào quý vị có giữ không? Làm gì không có, đúng không? Cái đó là chắc chắn rồi. Quý vị thương là chỉ muốn giữ cho mình thôi. Hoặc là những cái đồ vật cũng vậy thôi. Quý vị thích cái gì đó, thử cái ai mà xin quý vị cho là quý vị xả được. Mà cái này tôi thích thề để chết thôi, tôi không cho. Chẳng những người mà vật cũng vậy. Quý vị thích rồi là không chịu buông. Khi mà ái thì dẫn tới thủ giữ. Mà khi giữ rồi, nắm giữ rồi, nó dẫn tới gì? Hữu, tức là có. Có gì? Có cái nghiệp để đi tái sanh. Có rồi dẫn đây thủ hữu, rồi sanh lão tử. Để quý vị thấy cái vòng xích Đức Phật giải thích, thấy rất là rõ cái con đường đi của con người chúng ta. Tức là từ vô minh mà duyên hành. Hành là dẫn tới thức. Thức là gì nữa? Danh sắc. Rồi tới lục nhập.
lục nhập, tức là sáu căn đó, lục nhập rồi xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử, hai cái đầu quý vị. Và Đức Phật quán ngược lại, nếu có vì có vô quán thuận, có vô minh mới có lại hành, hành mới có thức, dẫn đến sanh lão bệnh tử, cứ vậy mà khổ hoài. Nhưng mà con người chúng ta không ai muốn, cứ muốn cái này. Cho nên khi mà ngài bà Tỳ Xá Khư mới hỏi các vị thí chủ tới Thọ Bát Quan Trai đó, mục đích tất cả đều, bốn cái mục đích họ muốn đều nằm trong vòng sanh tử luân hồi không. Nhưng mà chúng sanh mình thích như vậy, đâu có ai muốn buông đâu. Đó là chiều thuận. Còn chiều nghịch thì sao quý vị? Chiều nghịch thì sao? Nếu không có vô minh, nếu quý vị hiểu rõ, quý vị không chấp, quý vị hiểu cuộc đời này vô thường, mình không chấp giữ một cái gì hết, cả chồng con cháu chắc, nhà cửa ruộng vườn, lỡ mình có nhắm mắt thôi, buông, không cần. Chứ nhiều vị, quý vị biết, nhiều vị lo xa lắm quý vị. Có hai vợ chồng này mua cái mồ, là cái mồ mà một tầng trên tầng dưới á. Cái rồi ông chồng ông thắc mắc, ông nói nằm chung như vậy lỡ tôi chết rồi bà cưới ông khác rồi nằm đâu. Là lo đến nỗi lo cái dự, lo cái xa tới như vậy, tức là giữ như vậy luôn. Tức là thắc mắc nói bây giờ hai người vợ chồng mình mua chung một chỗ, tức là hai tầng để chôn á, nhưng mà nói lỡ tôi chết rồi bà cưới ông khác thì cái ông thứ ba nằm tầng nào. Tức là ông còn lo tới mức độ như vậy. Thì nếu cái đó là do từ cái hiểu, cho nên chúng ta phải hiểu, nếu Đức Phật nói không có vô minh, tức là mình hiểu được cuộc đời này là vô thường giả huyễn, đừng có cố chấp thủ giữ một cái gì, đừng có cố nắm giữ hết, trong cuối cùng mình khổ. Thì mình không có vô minh thì không có gì, không dẫn tới hành, mà không có hành thì không có thức, mà không có nghiệp thức thì không có danh sắc, không có lục nhập, không có xúc thọ ái thủ hữu. Nói như vậy có nghĩa là không có hẳn, tức là chúng ta có trí tuệ thì chúng ta vẫn có hành, nhưng mà cái hành này hành theo con đường giải thoát. Chúng ta vẫn có xúc thọ ái thủ hữu nhưng mà không đắm nhiễm. Cho nên là để có một vị thiền sư này quý vị, một vị này chưa phải là thiền sư mà tu, một cái bà cụ, bà nuôi cho có cái thầy này tu ở trên núi, trên cái thất á, tu như vậy đó. Mỗi ngày bà đem cơm ngày ba bữa hộ cho thầy tu. Thì một hôm bà thử coi cái thầy này tu tới đâu rồi. Bà mới cho đứa con gái lên, nó hôm nay con tới, con giả bộ con ôm ông thầy một cái, coi ông nói cái gì. Thì khi mà tới ôm thì ông thầy nói: tôi như cây khô 3 năm chưa biết lạnh nóng. Tức là như một cây khô thôi, không có gì lạnh nóng hết. Lúc đó bà lão này bà tức quá, bà cho đốt cốc luôn. Bà nói công tình nuôi cơm ngày ba bữa, nuôi cục cây khô có lợi gì đâu. Bà không thèm nuôi, bà nói vậy thôi đốt cốc luôn, khỏi hộ nữa. Thì ông thầy này ông hứa, ông nói thôi ông sẽ tu lại. Thì bà mới xây lại cái cốc khác cho thầy tu tiếp. Tu thời gian sau cũng cho cô gái lên thử nữa, con gái mình giả bộ tới ôm thầy coi thầy nói gì. Thì vị sư đó mới trả lời rằng: tôi biết, cô biết mà đừng cho bà già đó biết. Là ý sao? Tức là mình vẫn có những cái cảm xúc, cảm thọ vẫn có đầy đủ, nhưng mà trong cái tỉnh giác, không có bị đắm nhiễm. Con người mình vì không hiểu cho nên mình cứ đắm vô đó, mình từ vô minh mình đắm, mình cột, mình giữ, cho nên mới thủ giữ, cố giữ. Rồi khi mà cảm thọ cái gì đó, mình ái, mình thương, mình ráng giữ cái đó, mình không có buông ra. Thì khi mình hiểu được cái đó rồi thì Đức Phật quý vị thấy ngài chứng quả, ngài vẫn ở cuộc đời, quý vị thấy không? Ngài vẫn ăn, vẫn ngủ như người thường, ngài vẫn ăn, vẫn đi đứng nằm ngồi, vẫn tiếp xúc, chứ không phải là Đức Phật chứng quả là một thành một cái cây khô, không có cảm giác là không phải. Nhưng ngài không bị những cái lục căn lục trần, không bị vướng vào cả cái cuộc đời này nó lôi kéo. Ngài vẫn sống tự tại giữa cuộc đời. Chửi ngài cũng không giận. Cho nên chúng ta còn vì mình ái, mình thủ giữ, cho nên bị sanh lão bệnh tử nó cứ xoay mãi, chúng ta cứ xoay vần mãi. Thì cho nên mình hiểu cái này, cái sanh, vô minh và hành là thuộc cái gì quý vị? Nhân của quá khứ. Cái này có quá khứ, hiện tại và vị lai. Cái vô minh và hành là thuộc cái nhân quá khứ. Nó dẫn tới, từ vô minh và dẫn tới cái hành, và cái hành đó, vô minh duyên thức, duyên hành, hành dẫn tới gì? Thức. Cái thức đó là nghiệp thức đi thọ sanh. Thì thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, cái đó là cái gì? Là cái quả hiện tại.
từ vô minh hành, cho nên mới có tới nghiệp thức và thức danh sắc lục nhập. Tại vì nhờ vì có cái vô minh hành cho nên dẫn tới cái nghiệp thức để đi thọ sanh. Thọ sanh là dẫn danh sắc lục nhập, xúc thọ ái thủ hữu, hữu tức là có cái gì, có cái quả vị lai, thì sanh lão tử là quả vị lai. Rồi quý vị hiểu cái này chưa? Quý vị thấy có khó hiểu không? Hiểu rồi đúng không? Dễ hiểu đúng không? Thì mình hiểu cái lý này á, mình làm sao mình đừng vô minh thì mình hết sanh tử luân hồi. Tức là cái gì mình phải hiểu cho đúng, hiểu sự thật, mình hiểu đúng thì quý vị không còn vướng, quý vị không còn khổ. Mình biết mình còn khổ, mình còn vướng mắc, mình còn khổ đau, tức mình biết rằng mình còn vô minh. Mình hiểu chưa thấu triệt vấn đề cuộc đời, mình còn nắm giữ, mình còn thủ, mình còn chấp, mình còn giữ, cho nên quý vị cứ khổ hoài. Rồi quý vị hết thắc mắc cái này đúng không? Thì để giải thích quý vị, một có một Phật tử hỏi luôn là khi đến đây thấy thờ linh nam với nữ riêng, quý vị có ai thắc mắc không? Tại sao thờ nam nữ riêng không? Chắc chưa thắc mắc. Thì để giải thích quý vị luôn, để nghe chung luôn. Thì thưa quý vị là thật ra trong kinh điển không có kinh điển nào dạy là phải thờ nam riêng, nữ riêng hết. Và cũng hầu như cũng ít có ai đề cập tới cái này, nhưng theo cái hiểu bản thân thôi quý vị. Tức là có thể chư tổ mình hoặc là các vị thầy đi trước thấy được. Tại vì khi một người mất, ví dụ ông, một gia đình có thường có hai vợ chồng, ông chết trước, mà biết chừng nào bà mới chết để chỗ đó cho bà đi kế ông thì nó hơi bị, cái đó hơi bị lâu. Không biết chừng nào mới chết. Mà để nam nữ chung, ví dụ ông này đứng giữa, xung quanh ba bốn bà, thì tâm lý khách quan mà quý vị, người tới nói, ô ông này sướng nè, chết nằm giữa xung quanh nhiều quá trời bà xung quanh luôn. Thì quý vị thấy rồi đúng không? Tức là cái nhìn khách quan, họ nhìn vô, nhiều khi họ sanh một cái tâm không có được chân chánh, không có hay. Thì cho nên thờ nam riêng, nữ riêng để quý vị khỏi tác ý. Cái ý như vậy thôi. Mà quý vị thấy bàng quan, quý vị sẽ hay thắc mắc đó. Cũng có xảy ra rồi đó quý vị. Có nhiều vị tới ông này còn sống có một bà mà chết lên đây ngồi ba bốn bà xung quanh luôn, quá sướng. Hoặc là bên này thấy cái bà, bên này thấy ba bốn ông xung quanh luôn. Còn sống chồng chết, chồng bỏ lâu rồi. Tôi sống cô đơn có một mình mà chết lên cái hình này ba bốn ông xung quanh luôn. Thì cái tâm lý thôi. Cho nên thờ nam riêng, nữ riêng là như vậy. Để mình khỏi tác những cái ý nó không hay. Thì cái này cái hiểu thôi quý vị. Nhưng mà mình thấy sao mình hiểu thấy cũng có lý. Cho nên cái này không có gì quan trọng, nhưng ít ra mình cũng hiểu một chút để mình biết. Rồi quý vị hết thắc mắc ha. Dạ thưa cô, khi con tới chùa con cũng thấy là nam riêng, nữ riêng đứng một bên hàng. Thì có nhiều chùa là vậy á quý vị. Nam đứng bên này, nữ đứng bên này. Thì nhiều khi nó tránh cái vấn đề mà nó cái tâm lý thường tình của con người mà quý vị. Nhiều khi đứng đây rồi, nhiều khi lỡ bà vợ nó ông chồng tới chùa đứng mà lúc nào kè kè với hai ba bà. Là cái tâm lý nhiều khi nó vậy đó. Chứ không phải là bắt buộc phải nam riêng nữ riêng, không có. Cái bắt buộc thì không phải. Hoặc là bà vợ mà như bà vợ bà hay ghen, bà nói nhiều bà là có đó quý vị. Nó ông tới chùa toàn gái xung quanh nó bu không à. Rồi lên đứng tụng kinh cũng đứng xung quanh với mấy con, đứa đứng gần con nào đẹp mới chịu đứng. Thì cái đó tâm lý, cho nên nhiều chùa có nam bên này, nữ bên này để khỏi thắc mắc gì hết, khỏi cái phiền. Thì cái đó là mình tránh bớt những cái quả nó không tốt xảy ra thôi, chứ còn không có gì ảnh hưởng, không phải là cái luật bắt buộc. Rồi quý vị còn thắc mắc gì nữa không? Rồi chúng ta nghỉ. Rồi quý vị